Sau đó là trận là nữ Kỳ Sơn gặp đội nữ Cao Nhân giải tranh nhất nhì, là trận cuối cùng. Một pha bóng đánh bóng trên tay của cầu thủ Thụy Sĩ phải nói là một
có máu rất uy lực và chân chân không thể phòng thủ, một quả bóng không thể phòng thủ của cầu thủ Sinh Mỹ. Điểm cho Sinh Mỹ 5-9. Đánh bóng tốt, điểm cho Sinh Mỹ 6-9. Một pha tấn bóng không thành công của cầu thủ Sinh Mỹ. Điểm cho Sinh Mỹ 16. Một pha đánh bóng nỏng tay rất khó chịu của cầu thủ Cửu Sơn, điểm cho Cửu Sơn 11-6. Một pha đánh bóng rất tốt của cầu thủ Cửu Sơn, điểm cho Cửu Sơn 12-6. Và phát bóng rất khó chịu, bóng chạm mép lưới, 5-1. Phần thân của Sinh Mỹ điểm cho Cửu Sơn 13-6. Đánh bóng không qua lưới, điểm bóng cho Cửu Sơn 14-6. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho Sinh Mỹ 7-14. Một pha tấn đêm không thành công của cầu thủ Sinh Mỹ, điểm cho Cửu Sơn 15-8. Một pha đánh bóng rất uy lực của cầu thủ Sinh Mỹ và hai tay chắn của cầu thủ chắn không thành công, điểm cho Sinh Mỹ 9-5. Một pha bóng đánh bóng của cầu thủ Sinh Mỹ không thể phòng thủ và cầu thủ Sơn không thể phòng thủ. Một pha đánh bóng rất uy lực và rất tốt của cầu thủ Sinh Mỹ, điểm cho Sinh Mỹ 10-15. Cầu thủ Sinh Mỹ chắn bóng để chạm lưới, điểm cho Cửu Sơn 16-10. Cầu thủ của Sinh Mỹ đánh bóng để chạm lưới, lối cất bóng chạm lưới, điểm cho Cửu Sơn 17-11. 17-10. Một pha đánh bóng không chạm lưới của cầu thủ Sinh Mỹ,
trường Cục Sinh Lý 11-17. Nên bắn quả nào là có điểm đấy. Vâng, theo chúng tôi thì thấy là trọng tài đã bắt nó có bóng lấy bóng của cầu thủ Từ Sơn đã chạm tay chắn của Chính Mỹ ra ngoài và một pha không hiểu ý nhau của cầu thủ Từ Sơn điểm cho Chính Mỹ 11-18 và 12-18 xin lỗi 12-18. Một pha đánh bóng kéo chân rất khó chịu của cầu thủ Từ Sơn điểm cho Từ Sơn 19-12. Và một pha đánh bóng rất lực của cầu thủ đã xuất sắc nhưng không qua được pha tay trắng của đội Từ Sơn điểm cho Từ Sơn 20-12. Bắt bóng ra ngoài rất tiếc một pha bắt bóng không thực sự tốt của cầu thủ số 5 vô cùng Từ Sơn. Cầu thủ này vừa trở về từ câu lạc bộ Nhai Thẳng không rất đúng của đội nào vâng. Đội tuyển Trung Quốc 21-13. Một pha đánh bóng để bóng chặn lưới của cầu thủ Trung Quốc điểm cho Trung Mỹ 14-21. Vâng, lại một pha chuyền bóng nữa của cầu thủ Từ Sơn điểm cho Trung Mỹ 14-21. Và một pha bóng đánh bóng rất khó chịu rất nguy của cầu thủ đội Từ Sơn cầu thủ Xuân Quyền tập trung 30 em ạ điểm cho Từ Sơn 22-14. Lại một pha bóng đánh bóng rất nguy hiểm nhưng không qua được hàng tấn của cầu thủ Từ Sơn. Và trận đấu này đội Từ Sơn đã tổ chức chắn rất tốt vô hiệu hóa một số pha bóng của đội Chính Mỹ. Một pha bóng thủ công rất tốt làm cầu thủ của Từ Sơn không xử lý được điểm cho đội Chính Mỹ 15-23. Vẫn còn vâng thời tiết lúc này nhiệt độ cũng không được tốt lắm vẫn đang nắng nhiệt độ đang là khoảng tầm 29 độ rất là không thực sự thuận lợi cho cả các cầu thủ điểm cho Trung Mỹ 16-23 và một pha đánh bóng phạt tay trắng ra ngoài vâng đội Từ Sơn có 9 cơ hội cho vâng điểm cho Trung Mỹ 24-16 9 cơ hội cho vâng phòng thủ thành công. Một pha đánh bóng không qua lưới của cầu thủ Từ Sơn 17-24. Một pha đánh bóng rất nỗ lực nhưng ra ngoài điểm
cho chúng tôi 18-24. Và bây giờ là còn 6 điểm, 6 cơ hội trước mắt. Và lối chơi tập của cầu thủ Phúc Nữ, lối chơi tập gồm nhiều